Hai, xin chào tất cả các anh em, lại là em đây. Thì y tín đúng không anh em? Thì cũng như trong quá khứ, Hương Lan Rừng có nói là khi mà nào kênh của Hương Lan Rừng đạt trên 1.000 subscribe, thì hiện tại đã đạt trên 1.000 subscribe rồi. Thì Hương Lan Rừng chỉ tặng cây ngọc điểm này cho quý vị và các bạn trên kênh của Hương Lan Rừng và ngoài kênh, và các bạn nào chưa đăng ký thì vào đăng ký kênh cho Hương Lan Rừng nha. Và đây là giới thiệu về một cây trâu. Thì đây là cây trâu rừng Z Bình Thuận. À, cách đây cỡ một tuần em có lên video ngắn là em công bố là cây trâu này chỉ tặng cho khán giả, thì ngày hôm nay em sắp xếp thời gian rồi rảnh rỗi em lên một clip em tặng cho mọi người về cây trâu rừng Z này đó. Cây trâu rừng Z nha, cây này là mình tậu lại của một bạn thợ rừng trong team của mình luôn. Bạn đó nói tài trợ cho mình để tặng khán giả, nhưng mà mình nói thôi, anh em đi rừng rất khổ cực, đi rừng nắng nôi chiều cây để lấy được một lan không có sung sướng đâu mọi người. Vì thế em cũng tậu lại cây của bạn này đó. Thì tạo bao nhiêu thì vấn đề đó không quan trọng nha. Đó. Quan trọng em tặng cho mọi người thôi. Thì cái cây này là chưa bám chậu nha, chỉ là bám rễ thôi, mới về mùa khô thôi. Đó, rễ mới bám giá thể nè, đầu rễ xanh rất mướt, rất lực nha. Đó, cũng tương lai lắm nha. Đó, đây, đây là dấu bốc trên rừng về nè, nó còn dính cái đây đây đây, chỗ này là rõ rõ nhất nè. Nó còn dính cái vỏ cây ngành ngạnh nè. Đó, mọi người thấy không? Nó bám trên rừng nè, còn dính vỏ cây ngành ngạnh nè. Đó. Thì cái nguồn mà em bán và nguồn em tặng là 100% rừng Bình Thuận nha, không có hàng tào lao, em rất uy tín chỗ đó nha. Đó mà mọi người hiểu, còn những bác nào mà chưa hiểu thì cứ tìm hiểu đi đó, em chỉ nói vậy thôi chứ nói ra nó cũng mất hay mất vui mọi người à. Rồi vào nội dung chính thì ngày hôm nay em chỉ cuối tháng cũng còn tờ cuối cùng nè, đem lên tặng mọi người luôn. Tặng cái lan nhưng phải tặng tờ này nha. Nói vui thôi. Thì mọi người chỉ đón hai số cuối của tờ tiền 500k này đó, với mã số đầu tiên là B phở V kép 21428. Còn số sau là gì em không biết nha, khi nào có ai trúng thì mọi người sẽ biết cùng em đó. Thì cách đây 2 tháng em có tặng một cây trâu Mỹ Thạnh nguyên bản nhỏ đó, thì lúc đó là chúng ta đón 3 cặp số. Thì hôm nay em nâng cấp lên một chút xíu nữa là chúng ta chỉ đón 4 cặp số, ví dụ 01,02,03,04 đó nha, 4 cặp số nha. Rồi mọi người sẽ đón được 4 cặp số, mọi người đón một lần nha, một một dãy số đón được một lần chứ không phải là đón nhiều lần nha. Đó, 4 cặp số 01, 02, 03, 04. Mọi người có quyền lấy điện thoại người thân, gia đình, bạn bè, con cháu gì đó vô comment nhiều vào để đẩy lên cái cơ hội trúng cao hơn. Đó. Rồi, vô bay 2 phút rưỡi được không? Đây là cây trâu nha. Đó, mọi người vào xem nha. Cây này chưa bám chậu, nếu mà ai mà trúng thì em chỉ bóc cây này ra đi gửi cây cây không nha, tại vì nó chưa có bám chậu luôn nha. Đó, nó phải nói rõ ràng quan điểm. Rồi nói thêm một ý nữa là để quên, là nếu mà bác nào mà từ đây đến tương lai tới chiều hay là tới mai đó, nếu mà chưa có ai trúng á, thì em chỉ cái cây này em chỉ để dành cho livestream tặng trực tiếp nha, nếu chưa có ai trúng. Còn nếu có ai trúng rồi thì thôi đó, nếu trúng rồi thì em gửi cái này, còn nếu mà chưa ai đón trúng á thì em chỉ dành tặng cây này trên cuộc livestream trong tương lai sắp tới nhé. Rồi bây giờ mọi người bắt đầu vào đón 4 cặp số mình yêu thích đi ạ. Đây rừng Z nha, đó ngọc điểm rừng Z nha. Cũng có một hai anh em đòi mua cái này nhưng mà em không thể nào bán được, tại vì em hứa là để tặng cây này rồi không thể nào thay đổi được. Ok, mời anh em đón chơi game với Hương Lan Rừng cho vui nha. Rồi ok nha.